Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống trẻ của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Để bắt đầu cho chương trình kỳ này, xin mời quý vị cùng điểm qua những tin tức, sự kiện đáng chú ý trong tuần trước khi đến với chuyên mục Xu hướng. Kính thưa quý vị và các bạn, Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 đang được diễn ra từ ngày hôm nay, từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5 tại nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ. Đây được xem là một trong những hội chợ uy tín và được sự quan tâm của rất nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong nhiều năm qua, hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao được xem là điểm đến tin cậy cho cộng đồng doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng, kết nối giao thương, tham gia các chuỗi cung ứng. Đồng thời cũng là nơi người tiêu dùng có thể mua sắm những sản phẩm nội địa chất lượng cao, nhận diện thương hiệu, góp phần xây dựng và củng cố doanh nghiệp Việt. Được thành lập từ năm 1989, đến với hội chợ lần này, Bảo Thạch là công ty có thương hiệu 100% được sở hữu bởi người Việt Nam, chuyên sản xuất các mặt hàng bông băng gạc và khẩu trang tiêu chuẩn y tế, hiện đang cung cấp cho tất cả các bệnh viện lớn nhỏ trong cả nước, đặc biệt là các hệ thống bệnh viện quốc tế tại Việt Nam. Qua gần 30 năm hình thành và phát triển, hiện nay với hai nhà máy lớn đặt tại Bình Dương và Hóc Môn, tổng diện tích trên 50.000 m², với các dây chuyền máy móc theo công nghệ xanh tiên tiến hiện đại, cùng với hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015 và ISO 13485-2016, Bảo Thạch đã tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước. Sử dụng nguồn nguyên vật liệu bông thô cao cấp được nhập khẩu từ Bắc Mỹ và Tây Phi, các sản phẩm của Bảo Thạch được làm từ 100% cotton, không pha tạp chất, không gây kích ứng, an toàn ngay cả cho làn da của trẻ sơ sinh. Khẩu trang Bảo Thạch được kiểm nghiệm tại Nelson Lab, Mỹ, có khả năng lọc trên 99% bụi và vi khuẩn. Quy trình tiệt trùng và kiểm soát chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt, hệ thống xử lý nước thải tối ưu cho một môi trường ngày càng trong sạch và an toàn hơn. Với mục tiêu hướng tới sự phát triển ổn định, bền vững, Bảo Thạch đã và đang nỗ lực nghiên cứu, cải tiến, phát triển sản phẩm mới để phục vụ người tiêu dùng tốt hơn, xứng đáng với sự tin tưởng và bầu chọn của người tiêu dùng là hàng Việt Nam chất lượng cao trong 15 năm liền. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, mỹ phẩm đã trở thành một sản phẩm rất cần thiết của cuộc sống. Dường như ai cũng cần đến các mỹ phẩm. Sự khác biệt chỉ ở chỗ, người tiêu dùng lựa chọn nhãn hiệu nào cho an toàn và chất lượng. Tại Việt Nam, thị trường mỹ phẩm có thể gọi là bùng nổ với hàng trăm nghìn thương hiệu mỹ phẩm đã xuất hiện. Trong đó, có sự tham gia của nhiều thương hiệu đến từ đất nước có nền công nghiệp làm đẹp tiên tiến Hàn Quốc. Gần 4 năm có mặt trên thị trường Việt Nam, thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Cosu đã dần khẳng định được vị thế của mình trong lòng người tiêu dùng. Những giá trị mà hãng để lại cho khách hàng không chỉ về mặt chăm sóc sắc đẹp của phụ nữ Việt Nam, mà Cosu còn lắng nghe ý kiến đóng góp từ khách hàng, sự tri ân mà hãng đã và đang mỗi ngày cố gắng nhiều hơn nữa để nâng cao giá trị thương hiệu của mình, khẳng định vị trí của thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Cosu đã tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng. Trong đó, vừa qua, thương hiệu mỹ phẩm Cosu đã vinh dự lần thứ hai đồng hành cùng chương trình lễ vinh danh Bông Hồng Quyền Lực 2019. Đây là một chương trình có ý nghĩa, nó cho thấy những nỗ lực của người phụ nữ đã được ghi nhận một cách xứng đáng. Hiện nay, mỹ phẩm Cosu đã có mặt trên thị trường trong nước với các dòng sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu từ mặt đến body có nguồn gốc từ thiên nhiên. Cosu đã có nhiều năm nghiên cứu, tâm huyết để đưa ra đa dạng các dòng sản phẩm mang lại hiệu quả cao mà lại an toàn cho sắc đẹp của người phụ nữ. Cạnh tranh nó là một món quà mà thị trường ban cho tất cả các doanh nghiệp, trong đó có cả Cosu, và chúng tôi không hề nản lòng bởi vì là hiện nay các bước tiến của Cosu đang vượt so với dự kiến, và chúng tôi tâm niệm thì những điều mà từ trái tim sẽ đến với trái tim, chúng tôi làm bằng cái tâm, và cái tâm sẽ giúp chúng tôi đứng vững trên thị trường hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, kết thúc một điểm tin, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Xu hướng. Quý vị và các bạn thân mến, bộ môn gym đang là một trong những xu hướng được các bạn trẻ quan tâm trong vài năm trở lại đây. Chúng ta tập gym với mong muốn có một cơ thể khỏe đẹp và săn chắc. Tuy nhiên, để có được một kết quả như mong muốn, thật sự là điều không dễ dàng. Nhân vật mà chương trình mời đến ngày hôm nay sẽ có những chia sẻ về bí quyết để có được một cơ thể khỏe đẹp cùng với gym. Chúng ta hãy cùng theo dõi quý vị nhé. Quý vị
khán giả thân mến, ngay lúc này Tư Vinh đang có mặt ở một phòng tập gym và gặp gỡ khách mời đặc biệt của chương trình ngày hôm nay, đó chính là diễn viên người mẫu Hoàng Phi Kha. Và trong năm 2018 vừa qua thì anh đã có một thành tích rất xuất sắc, đó là Á Vương của cuộc thi Nam Vương Châu Á Quốc tế 2018. Xin chào Kha. Xin chào MC Tuyết Vinh, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nhịp Sống Trẻ. Là một tín đồ của bộ môn gym, Hoàng Phi Kha luyện tập từ năm 18 tuổi. Nam diễn viên chính yết từng gây sốt trên cộng đồng mạng với hiện tượng giảm 5kg sau 15 ngày luyện tập thể hình. Nhờ vào thân hình chuẩn mà nam diễn viên chính trong bộ phim 7 tuần làm dâu đã đạt được nhiều thành tích đáng nể ngay sau đó, như thí sinh được yêu thích nhất và giải Á Vương trong cuộc thi Nam Vương Châu Á Quốc tế năm 2018. Quý vị biết không, thật ra thì Tuyết Vinh với lại Phi Kha có rất là nhiều cơ hội được làm việc chung với nhau. Và sau một cái khoảng thời gian gặp lại thì thấy bạn ấy đẹp hơn nè, cơ thể gọi là chỉ số cơ thể đáng mơ ước hơn và có những thành tích rất là xuất sắc. Cho nên là Tuyết Vinh chúc mừng Kha trước nha. Cảm ơn chị. Và để nói về cái cuộc thi Nam Vương vừa rồi khi mà Kha tham gia đó, thì chuẩn bị cho cái quá trình này làm sao để bạn có thể đạt được cái thành tích tốt nhất, đặc biệt là về mặt thể hình của mình? Kha chia sẻ một chút xíu, trước khi mà tham gia cuộc thi Mr. Asia International 2018 thì trước đó thì Kha bị lên cân mà gọi là lên cân không kiểm soát được luôn. Và trong thời gian đó là Kha ăn tinh bột không, nó làm cho mình tăng gần từ 5 đến 7 kg. Mà trước khi tham gia cuộc thi thì Kha có đúng 15 ngày thôi, bắt trong 15 ngày đó Kha giảm cân. Wow. Thì trong 15 ngày đó Kha hầu như cắt hết tất cả tinh bột và hầu như là mang mệnh gửi vào phòng gym ngủ trong đó, tập trong đó luôn á. Wow. Trong vòng 15 ngày Kha giảm được 5 kg. Trời ơi, như vậy là phải tìm hiểu về bí quyết làm sao mà trong 15 ngày giảm được 5 kg, tức là mình phải tập luyện rất là nhiều. Một ngày bạn tập bao nhiêu tiếng? Hầu như là lúc đó Kha tăng cường việc tập luyện của mình lên một ngày tập 2 buổi, tập vào buổi sáng và buổi chiều. Một buổi tầm từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Cho nên là quý vị thấy là cái việc giảm cân nó hoàn toàn khả thi, đúng không? 15 ngày mà bạn ấy có thể giảm được 5kg, nhưng mà nó quá là khắt khe trong cái giai đoạn đó ha. Và chỉ là trong cái giai đoạn để chuẩn bị cho cái cuộc thi của mình thôi. Thật ra thì Vinh thấy là cái xu hướng ngày nay rất là nhiều bạn trẻ tìm đến các phòng tập gym để mà giảm cân, giữ vóc dáng của mình. Kha đánh giá như thế nào về cái xu hướng này? Kha thấy điều đó rất là tốt. Đối với những bạn trẻ hồi xưa thì hầu như các bạn rất ít người đi tập luyện về đến phòng gym. Nhưng thời gian gần đây thì hầu như các bạn trẻ, không những là bạn trẻ và những người lớn tuổi hay là các phụ nữ, trẻ em cũng đều đến phòng gym để tập luyện hết. Vinh nghĩ là cũng dễ hiểu, tại vì ngày nay các phương tiện truyền thông đều chia sẻ rất là nhiều những cái hình ảnh đẹp của những người mẫu mà có cơ thể gọn gàng, săn chắc, như gọi là cơ thể đáng mơ ước giống như là Kha vậy. Cho nên là có lẽ là mọi người cũng đều khao khát mình có được một cái cơ thể như vậy. Với lại là Vinh nghĩ là cuộc sống hiện đại hơn thì mọi người cũng hiểu hơn về cái tầm quan trọng của sức khỏe nữa, đúng không? Kha nghĩ là bên cạnh việc đến phòng tập gym mang đến cho mình một cái cơ thể đẹp hơn thì còn có những cái lợi ích nào mà gym có thể mang đến cho mọi người nữa? Đó là giúp mình ngăn ngừa lão hóa, giúp cho sức khỏe mình khỏe hơn, giúp cho ngoại hình đẹp hơn và giúp cho mình một giấc ngủ sâu hơn. Bởi vì khi mình tập về người mình rất là mệt thì mình dễ chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Khi mình ngủ ngon thì sức khỏe mình mới tốt được, đầu óc mới minh mẫn được. Và Vinh nghĩ là cái việc tập luyện thường xuyên hình như nó cũng giúp cho việc trao đổi chất rồi ăn uống của mình nó tốt hơn nhiều, đúng không Kha? Đúng rồi chị. Ừ. Nhưng mà như vậy thì có thể là mình dễ tăng cân hơn không khi mà mình đến phòng tập gym? Kha có nghĩ là vậy không? Tùy theo nha, có hai trường hợp, cái này phải thật sự là phân tích có hai trường hợp. Có những người tập hoài nhưng vẫn bị mập, có những người tập thì có hiệu quả. Đó là về cái cách dinh dưỡng ăn uống là rất là quan trọng. Bởi vì có những người họ tập họ cứ nghĩ là tôi tập rồi nên tôi ăn uống thoải mái thì có việc tập luyện nó sẽ giúp tôi giảm cân, nhưng không hề nhé. Tập luyện kết hợp với ăn uống là một cái điều rất là quan trọng. Bạn phải ăn, biết ăn đúng cách thì bạn mới giúp bạn giảm cân được, tăng cơ, giảm mỡ được. Còn bạn tập xong đụng cái gì bạn ăn cái đó, hoặc là ăn khuya, thì việc đó hầu như hoàn toàn trái ngược lại. Vậy thì cụ thể để có một cái thân hình cân đối, một cái chỉ số cơ thể đáng mơ ước, gọi là chỉ số vàng của cơ thể giống như Kha bây giờ đi, thì phải trải qua cái quá trình tập luyện và ăn uống như thế nào? Đối với Kha tập luyện, Kha có chế độ ăn riêng cho mình. Hầu như hồi xưa thì mình thích ăn gì bán đó. Bây giờ mình tập luyện thì muốn có được một cơ thể mong muốn hay những cái tỷ số vàng thì mình phải chia ra những chế độ ăn riêng cho mình, giống như là những thực phẩm mà Kha hay thường ăn, giống như là gà, hay ăn ức gà, giống như là ăn nhiều rau củ quả, bắp, ăn khoai lang, ăn bánh mì ngũ cốc, hạn chế uống nước ngọt,
còn những thực phẩm mà mình hạn chế như là dầu mỡ nhiều quá hay là ngọt quá như là bánh ngọt, thịt heo. Rồi còn chế độ tập luyện thì sao? Bạn thường sẽ tập bao nhiêu lần trong một tuần chẳng hạn? Hồi trước thì Kha tập luyện hầu như là để giúp mình giảm cân nhanh, có được body mong muốn thì Kha tập luyện xuyên suốt luôn. Nhưng mà sau thời gian này thì công việc cũng bận nên Kha chia ra thời gian tập thì một tuần ít nhất là từ 3 đến 4 buổi tập Kha phải có mặt tại phòng gym để tập luyện để giữ cho mình một vóc dáng chuẩn, một sức khỏe tốt. Coi như cái việc luyện tập là cái việc mà mình phải duy trì thường xuyên, và hay nói vui là giảm cân là cái công tác mà mình phải làm cả đời, đúng không? Có nghĩa là phải duy trì luôn luôn. Còn nếu mà mình lơ là coi như là mình sẽ bị dễ bị tăng cân lại. Thật ra mình cũng đã đề cập tới việc là rất là nhiều bạn trẻ đến phòng tập gym hiện giờ, nhưng mà thực ra cái số lượng giữ cái thói quen này không nhiều. Các bạn sẽ dễ bị bỏ cuộc và có một số những cái trở ngại nhất định làm cho các bạn không thể duy trì được cái việc tập luyện của mình. Với Kha thì Kha có cái kinh nghiệm nào hay không để mà giúp cho mình có thể duy trì được cái thói quen đó? Đối với những người mà mới bắt đầu tập làm quen với một môn gym thì họ rất là dễ bị bỏ cuộc, bởi vì những người mà lần đầu tiên đến tập gym đối với họ là những cái môn thể thao hoàn toàn mới, và khi họ tiếp xúc với bộ môn mới như vậy họ cảm giác rất là mệt. Tại sao một bình thường khi mình tập như vậy rồi cơ thể mình, những cái cơ trong cơ thể mình nở ra làm cho họ đau nhất và họ cảm giác nản muốn bỏ cuộc. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, cái việc đó nó chỉ kéo dài từ một tuần đến một tháng. Nếu các bạn duy trì cái việc tập luyện của mình như vậy thì sau một tuần đến một tháng đó thì Kha bảo đảm với các bạn cái việc tập luyện của các bạn nó sẽ bình thường và giúp cho mình giảm cân rất là nhanh và giúp cho mình có một body săn chắc hơn. Thậm chí là Vinh thấy có một số bạn là khi mà mình đã bắt đầu bước vào tập rồi là mình gần như là bị nghiện luôn, đúng không? Tức là một ngày mà mình không tập luyện là mình sẽ cảm thấy cơ thể mình rất là bứt rứt. Kha có thấy vậy không? Có thời gian Kha cũng có suy nghĩ như vậy. Giống như là cái đó Kha nghĩ là theo cái tâm lý của mình thôi. Giống kiểu như là mình đang tập luyện hàng ngày và mình thấy có kết quả tốt, và tự nhiên một hai ngày mình không tập, mình bận việc gì đó, cái cảm giác cái cơ thể mình nó không được săn chắc, cái làm cho mình bị lo lắng, cái mình cuốn theo mình đi tập. Giống nhiều người gọi là bị nghiện kim, thực sự ra không phải nghiện đâu. Đó là gọi là Kha nghĩ là đó là ý thức về bản thân mình, đúng hơn là như vậy. Với một điều nữa Vinh nghĩ là cũng là một cái bí quyết, Kha có nghĩ là như vậy không ha, để Vinh nói thử là bây giờ mình để trong điện thoại của mình những cái hình ảnh của những người đẹp á, có cơ thể đẹp, rồi mỗi ngày mình nhìn vô đó để mình có động lực. Đúng rồi, chính xác. Có bao giờ Kha làm như vậy chưa? Hồi xưa Kha cũng hay có như vậy, Kha hay để hình những người mà mình thần tượng về cái body họ, và khi một ngày nào đó mình làm biếng, mình chán, mình không muốn đi tập, tự nhiên mình thấy cái hình đó thì mình nói, thôi cố gắng đi tập, thôi gạt cái làm biếng qua bên, gạt sắp xếp công việc để đi tập để mình có được vóc dáng như vậy. Dạ. Và nếu như mà quý vị mong muốn là mình có một cái cơ thể săn chắc đẹp hơn và có thể có cái động lực để mình duy trì cái việc tập luyện mỗi ngày, thì bây giờ có thể là chụp hình lại Kha hoặc là lên mạng tìm hình của bạn này là xét vô điện thoại của mình quý vị ha. Cảm ơn Kha rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện thú vị ngày hôm nay. Cảm ơn chị Tuyết Vân. Cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nhịp Sống Trẻ. Đến đây thì chương trình Nhịp Sống Trẻ kỳ này cũng xin được khép lại. Xin được hẹn gặp lại quý vị vào lúc 16 giờ 5 phút thứ sáu tuần sau trên kênh HTV7, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt.